Đây là mặt trước của căn nhà quý vị nha. Căn nhà này đang bán giá cực rẻ so với khu vực luôn. Kế bên là một cái căn nhà người ta bán giá rất là cao rồi. Bây giờ thì căn này nó đang cần tiền nên là bán giá cực kỳ rẻ luôn so với thị trường luôn. Như quý vị có thể thấy là đường trước nhà của chúng ta là đường xe hơi, hai xe hơi tránh nhau thoải mái. Và đây là con đường thông luôn quý vị nha. Thông ra khu công nghiệp luôn. Vị trí của căn nhà này nó cách chợ Bình Chánh là 4 cây số quý vị, ngay khu công nghiệp. Xin chào quý vị khán giả, hiện tại Huy đang đứng với anh Mười và sau lưng đây là một căn nhà sổ hồng riêng. Rẻ nhất trong thị trường hiện tại, có sổ hồng riêng 1/1 lầu. Đường trước nhà là đường xe hơi, cách chợ Bình Chánh là 4 cây số và căn nhà này có sổ hồng riêng, có sẵn tại nhà luôn, công chứng luôn. Đây là cái dịp mà chúng ta có thể mua một căn nhà sổ riêng giá rẻ nhất thị trường luôn. Quý vị hãy theo dõi hết video và nhớ đăng ký kênh cho Huy nha. Let's go. Đây là mặt trước của căn nhà quý vị nha. Căn nhà này đang bán giá cực rẻ so với khu vực luôn. Kế bên là một cái căn nhà người ta bán giá rất là cao rồi. Bây giờ thì căn này nó đang cần tiền nên là bán giá cực kỳ rẻ luôn so với thị trường luôn. Như quý vị có thể thấy là đường trước nhà của chúng ta là đường xe hơi, hai xe hơi tránh nhau thoải mái. Và đây là con đường thông luôn quý vị nha. Thông ra khu công nghiệp luôn. Vị trí của căn nhà này nó cách chợ Bình Chánh là 4 cây số quý vị, ngay khu công nghiệp nha. Đường này là ra chợ này. Từ đây ra chợ khoảng 500 m thôi quý vị ạ. Đi bộ ra chợ luôn. Và ở đây có rất là nhiều nhà trọ nha, bởi vì ở đây là sát khu công nghiệp rồi. Và dân cư xung quanh này rất là đông đúc, có cả công ty ở đây luôn này. Về buôn bán kinh doanh thì rất là tuyệt vời. Căn này giá chỉ trên 1 tỷ thôi và có sổ hồng riêng. Nếu quý vị cần hỗ trợ ngân hàng vẫn hỗ trợ được luôn nha. Sổ hồng riêng và căn này là hướng Tây Nam, nhà gồm 1/1 lầu. Có hai phòng ngủ bên trên nha. Diện tích là 4 x 10, 4 m dài 10 m. Hướng của nhà là hướng Tây Nam quý vị nha. Đây, hai xe hơi có thể đậu trước nhà được luôn. Không vấn đề nha. Ở đây là căn nhà sổ hồng riêng, tách theo diện là bố mẹ cho con, cha mẹ cho con. Nên là mình tách được cái sổ này nha. Sổ này là sổ riêng, không phải là sổ chung nha. Cũng không phải là sổ đồng sở hữu nha. Đây, đường trước nhà đây. Rất là thoáng và chúng ta mua về có thể buôn bán kinh doanh được và cho thuê được luôn nha. Nếu quý vị nào chưa ở thì có thể cho thuê. Đấy, thì quay rất là kỹ trước trước căn nhà này. Ra đó là khu công nghiệp rồi, rất là gần. Lát nữa tiện thì tôi sẽ quay cho quý vị xem khu công nghiệp luôn nha. Đây là mình vô nhà này. Nhà này là 4 x 10 thôi và có sổ hồng riêng 40 mét vuông nha. 40 mét vuông có sổ hồng riêng. Thì nhiều bạn trên mạng nói là làm sao 40 mét vuông mà có sổ riêng được, đúng không? Là có sổ riêng được nha. Cái dạng này là mình tách cái diện là cha mẹ cho con thừa kế đó, cho nên là mình có được sổ riêng nha. Nên là nhiều bạn thắc mắc là tại sao diện tích nhỏ như vậy mà có sổ riêng. Thì diện tích như vậy là người ta tách, trước đây là tách được này, dạng cha cho con, ba mẹ cho con đó, thừa kế là mình tách được. Ví dụ nhà có 5 người con đó, thì mình tách ra một cái cuốn sổ này là 200 mét vuông là tách được 5 sổ này. Đó, đây là căn nhà và xây trên cái đất là 5 căn nhà nha và tách được sổ riêng rồi. Đó, mỗi người một cuốn sổ riêng. Sổ riêng này là sổ riêng vay được ngân hàng nha. Còn nhiều cái loại sổ mà sổ đồng sở hữu trước đây á, thì không vay được ngân hàng như quý vị nha. Đó, đường trước nhà quay rất là kỹ này. Trước nhà có công ty luôn nè, công ty bất động sản luôn. Thì căn này đang bán giá rất là ngột, rất rẻ luôn. Anh chị em nào mà mua căn này thì rất là tuyệt nha. Đường trước nhà mình có thể đi xe hơi xe tải đều được luôn nha. Nên là anh chị nào mà buôn bán kinh doanh là mua căn này là rất là ok luôn. Đậu được xe này, đi được xe mà giá còn rẻ nữa. Đây nhà vệ sinh chung nha quý vị nha. Sạch sẽ cho chúng ta. Ở đây là không gian bếp. Không gian bếp của chúng ta, các cái tủ bếp này thì làm bằng nhôm nha. Nhôm này nó sẽ chống được mối mọt và nước. Chỗ này là mình để máy giặt này, đó đầy đủ luôn. Bên này để máy lạnh, tủ lạnh. Đó, tủ lạnh để lớn được luôn. Rồi. Rất là đầy đủ luôn nha quý vị nha. Đây là view nhìn từ trong nhìn ra ngoài. Thì nhà này là ngang 4 mét dài 10 mét thưa quý vị ạ. Nhưng có sổ hồng riêng nha. Và được cái là mặt tiền đường nha, mặt tiền đường buôn bán kinh doanh thuận lợi, rất gần khu công nghiệp, nhà rất là đẹp luôn quý vị này. Chỉ có một căn duy nhất thôi mà giá này này. Không có một căn thứ hai mà mặt tiền mà giá này đâu quý vị ạ. Rồi, tiến đến là khu vực lầu 1 của căn nhà quý vị nha. Quý vị đang cùng Huy Sài Gòn House review căn nhà này. Nếu tiện quý vị hãy đăng ký cho Huy một cái đăng ký nha, hoặc là chia sẻ. Đây là phòng ngủ đằng sau này. Phòng ngủ này 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 30, 3 mét, ngang 3 mét, dài 4 mét là 12 mét vuông nha. Phòng này là 12 mét vuông này. Ở trên là trần la phong. Tiếp đến là tôn nha quý vị nha. Tôn lạnh, bây giờ người ta sử dụng tôn lạnh hết rồi. Nên nhà cũng không nóng đâu. Căn này là hướng Tây Nam nha. Quý vị nào ưa hướng Tây Nam thì liên hệ nha. Rồi, đây là cửa sổ ra ngoài phía sau này. Đó, hiếm có căn nhà nào mà có cửa sổ ra ngoài phía sau này đó. Phía sau là đất trống nha, đất của người ta này. Đó, nhà cửa san sát nhau rồi, vì đây là rất là gần khu công nghiệp nha.
nên quý vị có thể yên tâm. Về mặt công nhân thì rất là nhiều, rồi buôn bán đều rất là tốt. Đây quý vị thấy không? Người ta đã lát gạch lên là 1,5 m rồi, xung quanh này rất là sạch sẽ nha. Nhà mình có trẻ con là cũng vô tư luôn, có cửa sổ rất là thoáng, điện đóm đầy đủ, điện nhà nước nha, mỗi nhà đồng hồ nhà nước luôn, đồng hồ điện lực luôn. Rồi, cầu thang nằm ở giữa này, cầu thang này cũng rất là dễ thương hiện đại nha. Đó. Căn nhà này mới được xây năm ngoái nha quý vị nha, và bên Huy cũng mua một căn ở đây. Rồi đây là khu vực nhà vệ sinh chung của lầu 1. Đó, cũng lát gạch lên khoảng tầm 1,4 m, rất là sạch sẽ quý vị nha, dưới là gạch chống trơn trượt. Còn đây là phòng ngủ đằng trước này, nhà mình có hai phòng ngủ nha, ở trên là trần la phong. Căn này là ngang 4 dài 10, mặt tiền đường cách chợ Bình Chánh là 4 cây số, ngay khu công nghiệp Cầu Tràm quý vị nha, là đất thuộc Long An quý vị ạ, nhưng mà rất rất gần chợ Bình Chánh, cách chợ Bình Chánh là 4 cây số. Và căn này là sổ hồng riêng luôn, sổ hồng riêng luôn quý vị nha, hỗ trợ vay luôn được luôn nha. Đấy, đường trước nhà này quý vị thấy đông đúc không? Đường trước nhà này, đường bê tông nha. Và đường này là tới 6 mét lận. Quý vị thấy cái xe của mình đậu không? Và xe tải vẫn có thể đi qua được luôn nha. Đây, khu dân cư trước nhà này. Trước nhà là có quán cà phê này, buôn bán toàn tiện nha. Rồi đây quý vị sẽ thấy là rất rất nhiều các cái khu nhà trọ dành cho công nhân. Bởi vì đây là rất gần khu công nghiệp nha. Rồi, quý vị ơi, Huy vừa review hết căn nhà này. Thì bây giờ Huy sẽ quay từ trong ra ngoài cho quý vị hình dung được con đường này. Đó. Từ nhà đi ra này, đường trước nhà đây, đường 6 mét nha, đường bê tông này, quá trời gọi là khu nhà trọ dành cho công nhân, ngay khu nhà trọ luôn, ngay khu công nghiệp luôn, nên là mình buôn bán kinh doanh thuận tiện nha. Thời điểm này là lúc ngày 20 tháng 5, đó là ngày thứ bảy, nên là công nhân không đi làm, khá là yên tĩnh. Đây, xe của mình đậu trước đây và có một cái chỗ mình có thể tránh được nữa, nên là đường rất là rộng nha. Rồi quý vị ơi, Huy đã review xong căn nhà này thì Huy nhắc lại một số thông tin nha. Căn này có diện tích là ngang 4 m, dài 10 m nha, nằm trong khu dân cư luôn. Và căn này đã có sổ hồng riêng, tách theo diện là cha cho con, ba mẹ cho con, nên là có sổ hồng riêng à, quý vị nha. Và giá đầy đủ của căn này là 1 tỷ 550, 1 tỷ 550 triệu, 1 tỷ 550 triệu cho căn nhà sổ hồng riêng duy nhất trên thị trường hiện tại. Mở đường xe hơi như vậy nha, quý vị cứ tìm đi, đường xe hơi như vậy rất khó có thể tìm được một căn nhà như vậy bên Long An mở giá như vậy nha. Đường xe hơi rộng rãi, buôn bán kinh doanh tuyệt vời luôn, mở có 1 tỷ 550 thôi, sổ hồng riêng nha, không phải sổ chung nha quý vị nha. Nếu tiện thì quý vị hãy đăng ký kênh cho Huy, và muốn đi xem thì còn thương lượng một chút nha, hãy đăng ký kênh cho Huy. Bây giờ thì Huy sẽ quay cho quý vị xem con đường đi ra ngoài khu công nghiệp nha, let's go. Rồi bây giờ quý vị sẽ cùng Huy đi từ căn nhà này ra khu chợ và khu công nghiệp nha. Đó, đây là con đường mà chúng ta có thể đi xe hơi thoải mái luôn quý vị, một con đường chúng ta có thể mua về kinh doanh. Đây là khu nhà trọ này, cũng bán đây này. Đó, rất là nhiều khu nhà trọ ở đây quý vị nha. Ở đây người ta buôn bán kinh doanh rất là sầm uất quý vị ạ. Đây, từ đường nhà mình đi ra cái đường chính của khu công nghiệp này chỉ khoảng tầm 200 m thôi. Đây là khu đường chính luôn này, từ khu công nghiệp là đâm thẳng ra đường này luôn này. Ở dân cư xung quanh rất là đông nha quý vị. Ra cái đường này thì tiện ích gì cũng có luôn. Đó, quý vị thấy này, người ta buôn bán hai bên đều rất tấp nập luôn nha. Đây là đường mình ra chợ luôn, ra khu công nghiệp luôn. Đó. Đó, quý vị thấy này, đường này ra chợ luôn này. Nhà rất gần gần chợ luôn, gần khu công nghiệp, tiện buôn bán kinh doanh, thoải mái luôn nha. Đó, quý vị thấy không, dân cư rất là đông luôn. Và căn này đang bán với giá là 1 tỷ 550, giá quá hời quý vị ạ, có sổ riêng. Đây là chợ này. Đó, chợ này rất là đông nha, chiều rất là đông công nhân luôn. Rồi, ngay cái màu xanh xanh đó là khu công nghiệp. Ở đây là chợ này quý vị nhé, đầu đường này là chợ này. Rồi đây là khu công nghiệp này. Đó, đây là khu công nghiệp. Một hướng này là về Đinh Đức Thiện này, xe đang chạy hướng là Đinh Đức Thiện nha, chợ Bình Chánh nha. Đó. Rồi, bây giờ Huy xin dừng video tại đây. Nếu quý vị quan tâm căn nhà này hãy liên hệ với Huy nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Đó. Quý vị thường thấy là trên mạng người ta đăng nhà có mấy trăm triệu mà sổ hồng riêng. Thì điều đó quý vị nghĩ là có thật hay không? Đa phần quý vị đã bị lừa rồi quý vị ạ. Căn nhà mấy trăm triệu mà sổ hồng riêng là không bao giờ có nha. Cái thứ hai là nhà ở Bình Chánh là không bao giờ có mấy trăm triệu nha, chỉ có bên Long An mới có mấy trăm triệu. Và nhà là sổ chung vi bằng quý vị nha, không bao giờ có sổ riêng. Quý vị nghĩ đi, một căn nhà người ta xây hết bao nhiêu tiền rồi? Ví dụ một căn nhà ngang 5 giờ 20, quý vị lấy cái giá thành xây dựng hiện tại là 5 triệu một mét đi, quý vị nhân lên khoảng tầm 70 mét vuông là bao nhiêu rồi? Căn nhà 5 x 20 thì sẽ chừa trước chừa sau, còn lại diện tích sàn khoảng 70 mét vuông, 75 35,
là 350 rồi. 350 quý vị nhân lên hai sàn là 700. 700 triệu ở cái nhà. Đó, 700 triệu là chưa xây được cái căn nhà ngang 5 dài 20 đẹp như vậy đâu quý vị nha. Căn nhà này xây hết khoảng tầm 800 triệu. Đó, mà quý vị nghĩ đi, người ta rao bán với giá là 250, 350, chỉ cần đặt cọc 100 triệu hoặc là chỉ cần 150 là dọn nhà vô, chắc chắn là không có đâu quý vị nha. Quý vị thường là bị nhầm và khiến cho quý vị, nhiều quý vị sẽ ảo tưởng về giá. Đó, quý vị hãy biết cái giá trị xây nhà một căn nhà như vậy 5 nhân 20 là 700 triệu rồi, cộng tiền đất hiện tại với giá đất là khoảng một lô đất 5 nhân 20 ít nhất là khoảng 1 tỷ rưỡi quý vị ạ, cộng lên với một cộng với 700 triệu là khoảng hơn 2 tỷ rồi. Nên là không có cái căn nhà nào mà giá rẻ khoảng mấy trăm triệu mà chúng ta có được một căn nhà ngang 5 dài 20 đâu quý vị. 300 triệu không mua được, 500 triệu không mua được, 1 tỷ không bao giờ mua được một căn nhà ngang 5 dài 20 quý vị nhé. Nếu mà như vậy người ta báo giá 1 tỷ hay là 200-300 triệu, người ta chỉ báo giá, một là giá chúng ta đặt cọc trước thôi, hai là cái giá mà chúng ta trả trước sau đó chúng ta vay ngân hàng thưa quý vị nha, không bao giờ có giá gọi là rẻ. À, nhiều quý vị nhầm lẫn, ồ chỗ kênh này nó đang rẻ lắm, ngang 5 giờ 20 giá có mấy trăm triệu thôi, nhưng thực ra không phải đâu quý vị nha, giá mấy trăm triệu chỉ là 10% hoặc là bao nhiêu phần trăm của căn nhà đó thôi. Quý vị nghĩ đi, tính toán một xây dựng một căn nhà, nếu quý vị chưa xây nhà thì quý vị sẽ hình dung quý vị xem tiền xây dựng hoàn thiện cơ bản là khoảng 5 đến 6 triệu một mét. Bây giờ mình tính 5 triệu một mét là thấp nhất đi. Nhân với cái diện tích sàn, ví dụ 5 nhân 20 mình chừa trước 3 mét, chừa sau 2 mét là còn 15. Là 5 nhân 15 là 75 mét vuông, mình tính là 70 mét vuông thôi. Nhân với 5 triệu một cái sàn ở dưới này là 70 mét vuông là 57 35 350 cộng với một cái sàn ở trên nữa. 57 35 350 này là 700. Đó, là cái diện tích mà xây dựng. Giá thành xây dựng là 700 nhà, 700 triệu cho một căn nhà rồi. Thì làm gì có giá là mấy trăm triệu mà chúng ta có cái căn nhà 5 nhân 20 được. Đó. Nên là quý vị hãy biết tính toán. Còn là tiền đất này nha. Tiền đất là một lô đất hiện tại với giá là khoảng 1 tỷ rưỡi đến 1 tỷ 8 tùy nơi. Cho diện tích là ngang 5 dài 20 xe hơi vào tới được. Đó. Diện tích rẻ nhất cũng khoảng 1 tỷ rưỡi rồi. Cộng với cái tiền xây dựng khoảng 700 nữa là khoảng 2 tỷ 2 rồi. Không có bao giờ có cái nhà giá mấy mấy trăm triệu mà có nhà 5 nhân 20 sổ riêng đâu. Còn quý vị thấy là mấy cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh dưới 1 tỷ hiện tại chỉ là vi bằng sổ chung thôi, không có sổ riêng đâu quý vị nha, dưới 1 tỷ là không có sổ riêng. Đó, quý vị hãy tìm đi, dưới 1 tỷ không bao giờ có sổ riêng. Và toàn bộ dưới 1 tỷ là hầu như là bên Long An hết, riêng bên Huy có một hai căn là bên Bình Chánh là giá khoảng 500 mấy là rẻ nhất rồi, ngay chợ Bình Chánh luôn. 530 triệu là rẻ nhất rồi, ngay chợ Bình Chánh luôn, thuộc địa phận Bình Chánh. Còn lại trên mạng bây giờ đa phần rao là bên Long An hết nha. Và nếu quý vị này thấy clip này hay, hãy chia sẻ cho Huy. Nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông tin trung thực nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.